Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, Toyota Corolla Cross 2021 mới ra mắt thị trường Việt Nam vào đầu tháng 8 năm 2020. Mẫu xe này tạo ra địa chấn khi liên tục cháy hàng và được nhiều khách hàng quan tâm. Toyota Cross mang đến cho thị trường Việt Nam 3 phiên bản với mức giá niêm yết dao động từ khoảng 720 đến 918 triệu đồng. Toyota Cross về Việt Nam và được định vị tại phân khúc SUV cỡ trung, cạnh tranh với các đối thủ đáng gờm như Hyundai Kona, Honda HR-V, Ford EcoSport và mẫu SUV siêu rẻ Kia Seltos. Toyota Corolla Cross được coi là sản phẩm chủ lực mới của hãng xe Nhật Bản mang thiết kế hiện đại, trẻ trung và trang bị nhiều công nghệ an toàn. Chiếc xe được tạo hình giống mẫu xe giáp Ford, mẫu crossover cỡ C bán chạy nhất của Toyota trên thế giới, nhưng được thiết kế mượt mà hơn với ngoại thất khá hầm hố và thể thao với các đường nét thiết kế mạnh mẽ. Tổng thể xe khá đồ sộ với chiều dài, rộng, cao lần lượt là 4.460, 1.825, 1.620mm, chiều dài cơ sở của xe đạt 2.640mm cùng khoảng sáng gầm xe lý tưởng 161mm. Đầu xe Toyota Cross nổi bật lên giữa phân khúc với bộ tản nhiệt đồ sộ hình thang ngược phối lưới mắt xích bên trong. Bộ tản nhiệt mới của Toyota Cross có đến 2 đường viền bao bọc bên ngoài giúp đầu xe chắc chắn hơn. Nối tiếp với tản nhiệt là cụm đèn pha được thiết kế sắc sảo, vuốt nhẹ về phía sau với hai tùy chọn halogen và LED. Đèn pha của Toyota Cross được tích hợp các tính năng hiện đại như điều khiển đèn tự động, nhắc nhở đèn sáng, cân bằng góc chiếu, đèn chờ dẫn đường. Cản trước của Toyota Cross được thiết kế mở rộng sang hai bên kết hợp cùng bộ tản nhiệt giúp cho cái nhìn trực diện trở nên hầm hố hơn hẳn so với phần còn lại của phân khúc. Bên trong cản trước chứa hai đèn sương mù LED hình tròn truyền thống. Hai bên vẫn được thiết kế hốc hút gió nhỏ với phần nắp che mạ chrome uốn lượn theo đường cong của đầu xe Toyota Cross 2021. Nhìn từ bên hông, Toyota Cross sở hữu các đường nét rắn giỏi và cơ bắp. Các đường dập nổi liên tục được sử dụng xuyên suốt từ đầu đến đuôi xe mang đến cảm giác linh hoạt và năng động cho Toyota Cross 2021. Bộ la giang của xe Toyota Cross là la giang 5 chấu kép tạo hình chữ V, độc đáo có kích thước 17-18 inch tùy từng phiên bản. Phần vòm bánh xe được ốp nhựa ẩn vào bên trong mang đến cái nhìn khỏe khoắn từ bên hông xe. Về trang bị được tích hợp ở thân xe Toyota Cross có thể kể đến như gương chiếu hậu gập, chỉnh điện, tự điều chỉnh khi lùi. Riêng bản 1.8 HP sẽ được trang bị thêm tính năng cảnh báo điểm mù rất hiện đại. Đôi xe Toyota Corolla Cross 2021 khá nở nang với các đường dập nổi mạnh mẽ. Từ trên xuống chúng ta có thể thấy xe trang bị đầy đủ vây cá mập, cánh lướt gió và đèn phanh ở trên cao. Cụm đèn hậu LED hai bên được thiết kế thể thao và có độ họa tương tự như đèn pha ở phía trước. Phần cản sau được thiết kế to bản và ốp nhựa xung quanh giúp xe trông linh hoạt và thể thao hơn. Bên trong còn chứa đèn phản quang giúp xe di chuyển ban đêm được an toàn hơn. Mở cửa bước vào bên trong khoang nội thất Toyota Corolla Cross 2021, bạn sẽ cảm nhận được mức độ sang trọng và đẳng cấp của Toyota Cross 2021. Các chi tiết bên trong xe được đội ngũ thiết kế hoàn thiện rất tỉ mỉ và trau chuốt. Khoang lái của Toyota Corolla Cross khá nịnh mắt với chất liệu da cao cấp, mang đến cảm giác sang trọng và tiện nghi cho người dùng. Với cách phối màu đen đỏ đậm chất thể thao, Toyota Cross sẵn sàng làm siêu lòng bất cứ cánh mày râu nào khi bước vào khoang cabin của xe. Vị trí lái rộng rãi và thoải mái mang đến cảm giác dễ chịu cho tài xế khi ngồi vào khoang lái. Các nút bấm trên bảng điều khiển đã được lược bỏ bớt và tích hợp lên màn hình chỉ để lại các phím bấm, chức năng mà Toyota cảm thấy nếu chỉnh tay sẽ nhanh hơn so với việc phải vào màn hình cảm ứng để tìm. Toyota Cross được trang bị vô lăng 3 chấu bọc da hiện đại và tích hợp thêm các phím bấm chức năng điều chỉnh âm thanh, đàm thoại dành tay giúp người lái dễ dàng thao tác trong quá trình điều khiển xe. Tay lái có thể điều chỉnh tay đến 4 hướng. Khoảng cách để chân ở hàng ghế trước được tính toán hợp lý giúp người lái có thể thoải mái hơn trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp khi lái xe Toyota Cross. Bảng táp lô của Toyota Cross được thiết kế khá đơn giản. Hãng xe của Nhật lấy màn hình cảm ứng làm chuẩn và sử dụng một đường chrome chạy ngang bảng táp lô và làm đường viền cho cổng điều hòa hai bên. Kế bên ghế ngồi của người lái được trang bị bệ tì tay rất thoải mái. Toyota Cross sở hữu chiều dài cơ sở 2.640mm giúp cho các hàng ghế của Toyota Cross trở nên rộng rãi và thoải mái hơn rất nhiều. Hàng ghế thứ hai trên xe được trang bị đầy đủ 3 khối tự đầu và dây đai an toàn cho 3 vị trí ngồi ở phía sau. Khoảng cách để chân giữa các hàng ghế khá hợp lý giúp cho người trên 1m70 dễ chịu hơn khi di chuyển đường dài trên Toyota Cross.
Toyota Cross được trang bị hai cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai, mang làn gió mát đến tất cả các hành khách ngồi trên xe, hạn chế việc người ngồi trên quá lạnh nhưng người ngồi ở phía sau chỉ vừa đủ mát. Ghế ngồi trên Toyota Cross 2021 là ghế ngồi bọc da màu đỏ, chất liệu da cao cấp mang đến cảm giác êm ái và dễ chịu cho hành khách ngồi xe. Ghế ngồi được thiết kế với độ dốc vừa phải, giúp hành khách có thể nghỉ ngơi khi di chuyển đường dài. Bên cạnh đó, ghế lái có thể chỉnh điện lên đến 8 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng. Dung tích khoang hành lý của Toyota Cross 2021 khoảng 440 lít. Với dung tích này, gia đình bạn có thể thoải mái vi vu du lịch vào các dịp lễ, Tết hoặc cuối tuần. Nếu cần thêm diện tích để đồ quý khách hàng có thể gập ghế theo tỷ lệ 60-40. Tiện nghi trên bản cao nhất gồm khóa thông minh, màn hình trung tâm cảm ứng 9 inch, kết nối Bluetooth, Apple CarPlay và Android Auto, điều khiển giọng nói, đàm thoại rảnh tay, kết nối Wi-Fi. Cửa sổ chơi. Mẫu Corolla Cross có 3 phiên bản 1.8G, 1.8V và 1.8HV, với điểm đáng chú ý là mẫu 1.8HV trang bị động cơ Hybrid, lần đầu được Toyota sử dụng tại Việt Nam. Với dung tích bình nhiên liệu cho bản 1.8HV chỉ 36 lít, tương đương một mẫu xe cỡ A như Kia Morning, thậm chí nhỏ hơn cả Hyundai Grand i10, 47 lít, đây hứa hẹn sẽ là mẫu xe có mức tiêu hao nhiên liệu thấp. Hãng công bố bản Hybrid tiêu thụ 4,2 lít trên 100 km đường hỗn hợp. Cả 3 bản đều trang bị động cơ 1.8 với 4 xi lanh thẳng hàng i4, dẫn động cầu trước cho ra công suất 138 mã lực và mô men xoắn 172 nm. Bản 1.8HV kết hợp hai máy, máy xăng 1.8 công suất 97 mã lực và mô men xoắn 142 nm, motor điện tạo ra 71 mã lực và 163 nm. Hộp số tự động vô cấp trên cả 3 bản. Bản 1.8G trang bị hệ thống an toàn tiêu chuẩn như 7 túi khí, chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp. Hai bản cao cấp hơn được trang bị thêm gói Toyota Safety Sense, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, điều khiển hành trình và điều chỉnh đèn pha tự động. Đây cũng là lần đầu hãng trang bị nhiều tính năng an toàn trên một mẫu xe phổ thông tại Việt Nam. Qua đó có thể thấy hãng xe Nhật thể hiện rõ tham vọng của mình ở thị trường châu Á. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn! Thank you.